Phần ăn và nhất là phần nước uống ít ỏi của tôi được chia ra làm bốn. Bao tử trống nhưng tâm tư vợ chồng chúng tôi tràn đầy hạnh phúc. Vợ tôi ngồi sát bên tôi, tay ẵm thằng Vinh. Bé Mai nằm gọn trong lòng tôi. Đầu vợ chồng tôi đội chung một cái áo, vừa làm nón cho người lớn, vừa làm mái nhà cho trẻ con. Ngồi bó trọ trong cái cảnh mà nếu được nhìn thấy chắc mọi người phải gọi là địa ngục trần gian. Vợ chồng tôi bàn chuyện thiên đàng mộng tưởng. Cái thiên đàng của chúng tôi rất giản dị. Bất cứ nơi nào cho tôi được đem sức đàn ông ra đi làm bất cứ việc gì để nuôi vợ nuôi con. Tôi bảo Phượng, anh sẽ làm việc, làm ngày làm đêm để không bao giờ em và con phải thiếu thốn khốn khổ nữa. Em thương mình, Phượng thủ thỉ bên tay tôi, không bao giờ em còn làm mình buồn nữa. Tất cả những cam kết hứa hẹn dự tính đẹp như mộng ấy, chúng tôi đem ra làm thức ăn để đánh lừa cơn đói. Khẩu phần của tôi mỗi bữa khoảng hai chén cơm chỉ vừa đủ cho hai đứa nhỏ. Phượng và tôi nhấp một đầu đũa để cầm hơi. Qua đến ngày thứ ba vì đói quá, khi đi lãnh cơm tôi thò tay vào nồi vừa bốc thêm một nắm cơm vừa nói, à, cho tôi xin thêm chút cơm. Một quả đấm bay vào mặt tôi, yếu đuối sau 14 tháng bị giam cầm đói khổ, yếu đuối sau 3 ngày thiếu cơm thiếu nước, tôi té ngửa dưới sức mạnh của quả đấm trời giáng. Bè quân ăn cướp, đã đi lậu mà còn đòi ăn nữa hả? Quả đấm tuy đau nhưng tôi vẫn mừng vì cà mèn cơm chưa đổ, bưng cà mèn đầy cơm hơn. Nhờ bốc thêm được một nắm về mái liều to bằng manh áo, tôi sung sướng nhìn Phượng được ăn thêm một miếng cơm thứ nhì. Tôi an ủi vợ. Mình à, đi được 3 ngày rồi, nhiều lắm 2 ngày nữa cũng phải đến Thái Lan hay Mã Lai. Héo hắt cười, Phượng nhìn tôi. Tôi muốn thuyết phục cho vợ yên lòng, nhưng chính giọng nói của tôi cũng không vững. Mũi tàu hướng về phía nam, điều làm tôi thắc mắc. Mặc dù không có cả đến một tấm địa đồ nhỏ trong tay, nhưng tôi vẫn mường tượng được vị trí của Thái Lan và Mã Lai so với Việt Nam. Tôi góp ý với những người điều khiển tàu là nên cho mũi tàu chết thêm về hướng Tây Nam. Tôi chưa nói dứt lời, một ông bạn vạm vỡ nạt ngang. Anh biết gì mà nói? Đến ngày thứ năm của chuyến hải hành, vợ tôi lả đi vì đói, vì mệt và say sóng. Phượng dựa vào thành tàu, mắt nhắm nghiền đầu gục xuống. Tôi van xin ông ngồi cạnh nửa thước khoảng trống để vợ tôi có thể ngã lưng trong thế nằm co quắp. Hai đứa bé không còn khóc được nữa. Tiếng khóc của chúng trở thành những tiếng rên nho nhỏ. Tôi mò xuống bếp tán tỉnh xin phụ việc. Khoản thù lao tôi mong mỏi chỉ là mỗi bữa một chén nước cơm cho trẻ con uống. Chúng tôi không còn sức để nhai và nuốt vật cứng nữa. Một ông giới chức hất hàm hỏi tôi. Trước kia anh làm nghề gì? Dĩ nhiên việc đi cải tạo không phải là một nghề mà cũng không phải là việc đem ra khoe được, tôi đành khai. Thưa ông, tôi làm bác sĩ. À, biết chích không? Dạ biết. Thế là tôi biến thành thầy hay chích dạo. Bà vợ ông giới chức bị bệnh đái đường, ông đem theo một sách thuốc cần thiết cho bà, nhưng thiếu thầy hay chích. Đường lên bà nằm mê man từ 2 ngày nay. Tôi được đưa vào khoang để chích insulin cho bà. Bữa đó không những có được chén nước cơm mà trong cà mèn còn thêm được một miếng thịt. Được dinh dưỡng, vợ tôi và hai đứa trẻ cũng tỉnh táo hơn. Chiều hôm đó tôi lại có thêm một thân chủ. Gia đình một người Trung Hoa nhờ tôi chăm sóc cho đứa con bị cảm nắng. Họ tạ thầy một hộp Sumaco khiến bữa ăn chiều của chúng tôi có thể nói là thịnh soạn. Cà mơn cơm đầy ăn với cá hộp giúp Phượng đủ sức ngồi dậy săn sóc con. Hai đứa trẻ vẫn đuối nhưng nhờ được uống nước cơm nên không đến nỗi bị lả đi như hôm trước nữa. Sáng hôm sau tôi trở lại chích thuốc cho bà giới chức. Nhờ insulin làm tan đường, bà đã ngồi dậy được tỉnh táo hơn. Uy tín lăn băm của tôi gia tăng nhanh chóng. Số thân chủ cũng gia tăng vì sau 5 ngày ngồi bó trọ phơi nắng, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy mệt đuối, đau nhức, nhiều cơn sốt cảm và ho. Nỗi khổ tâm của tôi là trị bệnh không dược liệu, đem kinh nghiệm 14 tháng giúp bạn tù trị bệnh bằng phương pháp kháng bệnh. Tôi chỉ dẫn mọi người cách hô hấp, cách tập trung tư tưởng để tự kỷ ám thị. Nhờ hành nghề bác sĩ, khẩu phần của gia đình tôi trở nên sung túc hơn rất nhiều. Mỗi gia đình vượt biển đều có thủ theo một vài thứ thực phẩm khô, họ chia cho tôi một ít để thù lao bác sĩ. Đến ngày thứ bảy, nhờ được ăn no hơn, vợ tôi đã bình phục và hai đứa trẻ cũng tỉnh táo.
Trưa hôm ấy chúng tôi gặp hoạn nạn, chiếc áo mái nhà của tôi bị gió biển cuốn đi. Vợ tôi lục giỏ tìm cái áo khác ra căn liều. Lần này tôi cố ý cột kỹ tay áo vào thành tàu. Tối hôm đó, đang gục đầu trong thế ngủ ngồi, tôi nghe như một biến chuyển lớn đang xảy ra. Giật mình tôi thức dậy trong tiếng reo hò của mọi người. À, tới rồi, thấy đất rồi. Cảm ơn trời Phật, chuyến đi quá dài nhưng rồi cũng đến. Một giọng quát của một giới chức. Ngồi cả xuống, chạy tới chạy lui mất thăng bằng, lật tàu chết cả đám bây giờ. Mọi người ngoan ngoãn ngồi trở xuống nhưng tiếng ồn ào vẫn không ngớt, người ta bàn tán. À, chắc là Mã Lai. Có lẽ vậy, vì đó là hòn đảo chứ Thái Lan thì đã thấy lục địa. Không chừng là Nam Dương. À, rất có thể là Úc. Vợ tôi nắm tay tôi bóp mạnh. Tôi nghe như những mừng vui của Phượng đang được truyền sang tâm hồn tôi mà không cần một lời nói. Mọi người mừng vì chuyến hải hành 8 ngày đã đến đích. Cuộc hành trình của riêng tôi và Phượng đã kéo dài gần 4 năm, mà mỗi ngày là một cơn ác mộng bắt tặng cho cả hai chúng tôi cũng đang chấm dứt với chuyến đi này. Nỗi mừng của chúng tôi, vì vậy mà to tát lớn hơn tất cả. Chúng tôi mừng đến không nói được nên lời, không hò reo được như mọi người. Tôi ngồi yên, không buồn chồm lên nhìn hòn đảo mà tàu đang tiến vào nữa. Niềm vui của tôi đã quá đầy từ ngày bước chân xuống tàu rời bỏ quê hương địa ngục. Trên những bằng chứng xác nhận tình yêu tuyệt vời của Phượng đối với tôi, không một người bạn đồng thuyền nào thỏa mãn bằng tôi. Ông bạn ngồi cạnh gợi chuyện. À, hình như hòn đảo nhỏ quá. Vâng, tôi lơ đãng đáp. Không à, chắc có người trên đảo. À, vâng. Mũi tàu vẫn hướng vào hòn đảo cô đơn trong khi niềm lạc quan trên tàu lắng xuống. Khoảng cách thu ngắn dần làm mọi người thấy rõ kích thước nhỏ bé của hải đảo. Nhưng giữa khoảng ngàn trùng của đại dương nhấp nhô, hòn đảo kia vẫn là đất, vẫn bảo đảm vững vàng. Hơn nữa nó cũng lớn tối thiểu bằng 20 lần con tàu dài 15 thước, rộng 3 thước với 140 người trong lòng tàu. Đa số góp ý kiến nên ngừng lại đảo. À, biết đâu bờ bên kia lại không có một làng chài lưới. Ghé nghỉ ngơi ngày, đi lại cho giãn gân, ngồi bó gối mãi mỏi qua. Ê, có thể tìm nước ngọt đánh cá tăng thêm thực phẩm trước khi tiếp tục đi nữa. Cuối cùng những giới chức trên tàu quyết định cho tàu chạy một vòng quanh đảo để quan sát trước. Và đó là quyết định cuối cùng của họ với tư cách chỉ huy chiếc tiểu hạm tử thần. Mới chạy được nửa vòng đảo, tàu chạm đá ngầm vỡ đáy lật nghiêng qua 30 độ. Phượng văng từ thành tàu bên này sang thành tàu bên kia. Thằng Vinh tuột tay mẹ rơi thẳng xuống biển. Trên đà nghiêng của con tàu, tôi phóng nhanh đến bên Phượng, trao vội bé Mai cho nàng và nhảy xuống biển để chỉ kịp nắm tay đứa bé chưa đầy năm, theo nó ngập vào một đợt sóng lớn. Sóng đưa tôi và thằng Vinh vào gần bờ, và do đó tôi trở thành người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo san hô thê lương, sau này biến thành nơi gửi xác của nhiều người trong chúng tôi. Việc làm đầu tiên của tôi là bồng thằng Vinh đưa lên cao để vợ tôi nhìn thấy mà yên lòng. Cách bờ khoảng 15 thước, mọi người nhốn nháo, tiếng kêu khóc thật là thê thảm. Nhiều người nhảy xuống nước chạy vào bờ. Sau khi bị vỡ đáy, con tàu mắc cạn đang từ từ trở lại thế thăng bằng. Mặc dù vẫn còn hơi nghiêng, nhưng người trên tàu không đến nỗi phải bám cứng vào thành tàu để khỏi rơi xuống biển nữa. Nhờ người coi chừng thằng Vinh, tôi lội xuống nước trở ra mạn tàu bồng bé Mai và xách gói hành lý khiêm tốn của chúng tôi, trùi dắt Phượng lên đảo. Nhiều người khác cũng làm như chúng tôi, họ lìa bỏ con tàu mà không cần biết là đi đâu, nhắm mắt đưa chân như 8 ngày trước rời bỏ quê hương Việt Nam. Đó là một sai lầm của chúng tôi, hòn đảo san hô khô cằn lõm chõm không dung nạp chúng tôi, tìm được một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống cũng đã khó chứ chưa nói đến việc ngã lưng. Sau gần một tiếng đồng hồ loay hoay tìm kiếm, tôi chọn được một hốc đá tương đối rộng rãi để định cư. Cái áo làm mái nhà đổi vai trò trở thành tấm chiếu cho trẻ con ngồi. Đau đít quá bà ơi! Bé Mai nhăn nhó nói. Tôi ẵm con lên đặt nó ngồi trên bọc quần áo rồi bảo Phượng. Em coi chừng con, anh đi lên quanh xem có con ốc con sò nào không. Tôi ngỡ mình là người nhanh chân trong việc đi kiếm ăn, nhưng hơn chục người khác cũng đã lom khom trong các hốc đá tìm kiếm như tôi. Cái may của tôi là trong một kẹt đá nhỏ tôi chụp được hai vợ chồng một chú tôm hùm khá to, mỗi con khoảng 2 kg. Phượng treo mừng, đồ biển sẵn thế này là không phải đói nữa. Phượng lầm mà tôi cũng lầm,
Đồ biển không sẵn như chúng tôi tưởng, hoặc ít ra thì đó cũng không phải là nguồn thực phẩm đủ cung cấp cho 140 người đói khát. Tôi đi nhặt rác và rong biển về làm củi nướng tôm. Tôi cũng tìm được một mảnh ván nhỏ cho Phượng ngồi. Bữa ăn đầu tiên trên hoang đảo, cách tìm thực phẩm nướng và ăn bốc theo kiểu thượng cổ. Vừa ngon lại vừa vui, vợ chồng con cái chỉ ăn hết một con tôm con thứ nhì để dành. Em chưa thấy con tôm hùm nào lớn đến như vậy. Phượng vừa chôn vỏ tôm xuống cát vừa bảo tôi. Mới 6 giờ chiều, mặt trời còn cao mà gió biển nghe đã lạnh. Tôi lo lắng bảo Phượng. Có bao nhiêu quần áo em lấy mặc hết cho con, cả em nữa. Gói hành lý được mở ra tấp hết lên người. Mỗi đứa trẻ mặc 3-4 áo, 3-4 quần. Phượng được 3 áo, 2 quần. Tôi mặc thêm cái sơ mi nữa ra ngoài bộ đồng phục chưa thay từ ngày đi. Gia đình ông hàng xóm sát hốc đá nhà tôi định xuống tàu tránh lạnh nhưng bị đuổi trở lên. Một số thanh niên tổ chức chiếm độc quyền cư ngụ trên tàu, họ cũng ngưng không phát thực phẩm như trước nữa. Đêm hôm đó, có một người đàn bà chết, có lẽ vì quá lạnh. Chúng tôi xuống tàu mượn một cây xà beng và một cái búa để đục đá chôn người xấu số. Đó là người đầu tiên và là người cuối cùng được chôn. Lý do thứ nhất khiến chúng tôi không chôn người chết nữa là vì đục đá làm mồ là một công trình quá khó mà lại không hiệu quả. Lớp đá vụn lớp xác chết không chặt được như đất nên chỉ một ngày sau mùi thối đã xông lên nồng nặc. Lý do thứ nhì chua chát hơn, người ta không muốn vùi đi mấy chục ký thịt của người chết trong lúc tất cả đều đói. Xác chết đầu tiên tôi thấy bị xẻ thịt là một xác thiếu nữ trắng trẻo xinh xắn. Tôi đang đi nhặt ốc thì nhìn thấy xác cô, khuy áo bị cổi banh ra. Chỗ đôi nhũ hoa chỉ còn thịt lầy nhầy và mấy rễu xương lồng ngực. Một tiếng đồng hồ sau tôi trở lại, cô đã bị lột chuồng, bắp phế, bắp chuối bị xẻo mất. Tôi trùng mình, suốt 2 năm chinh chiến tôi cũng đã chứng kiến nhiều cái chết ghê rợn do súng đạn gây nên, nhưng quả thật chưa một xác chết nào làm tôi khiếp đảm hơn. Thượng đế ơi, người đã sinh ra con người như sinh vật không linh hơn mọi sinh vật khác, sao người lại còn bày ra những thử thách trứ trêu đó để làm gì? Để chứng minh là con người cũng không hơn gì loài cầm thú. Tôi trở về hốc đá với khuôn mặt chắc phải vô cùng sầu thảm. Nhìn tôi, Phượng bảo, mình đuối lắm rồi, để em đi kiếm thực phẩm thay mình. Em không có đi đâu hết, tôi gạt phăng. Và tôi nhìn tôi lo sợ, có thể Phượng thấy phản ứng của tôi không bình thường. Chưa bao giờ tôi gắt gỏng với nàng, ngay cả những lần nàng theo bắt Phu Xích Lô đi khách. Quanh chúng tôi người ta phát điên, người ta đánh nhau chỉ vì những chuyện không đâu. Tình trạng tuyệt vọng kinh hoàng làm chúng tôi thành hốt hoảng. Có thể Phượng nghĩ tôi cũng đang có những triệu chứng bắt đầu. Tôi an ủi vợ. Anh không muốn em đi đâu hết, quanh chúng ta đang có trên 100 người mất tự chủ, em phải ở cạnh anh. Thật ra tôi chỉ muốn tránh cho Phượng khỏi nhìn thấy xác người thiếu nữ không vú không đùi. Kéo đầu Phượng gục vào vai tôi vỗ về. Trời à, mọi chuyện sẽ khá hơn, thế nào à, chẳng có một thương thuyền đi qua đây. Tôi nói để mà nói, nhưng tôi nghĩ Phượng không mấy tin, không mấy quan tâm đến những điều tôi nói. Chúng tôi đã đói khát gần một tuần lễ. Quanh bờ biển không còn một cái vỏ hào nào nguyên vẹn. Người đầu tiên vừa đập vỡ con hào để lấy ruột thì chỉ vài phút sau đã có người đến đập lần thứ nhì, hy vọng vớt vát một chút gì còn sót lại. Đến tuần lễ thứ nhì không ai còn giấu giếm chuyện ăn thịt người nữa. Gần như tất cả mọi người đều đã ăn thịt đồng loại. Tệ hơn là họ không chờ nạn nhân chết hẳn mới xẻ thịt. Để thịt và chuột gan không lạnh tanh, họ xẻ thịt những người đang thoi thóp ngoắc ngoải. Xương và đầu người chết bị ném xuống biển, cám dỗ hàng bầy cá mập. Nhìn những con cá hung hãn chồm vào đến tận bờ để chiêu phần thịt người, tôi bàn với ông hàng xóm phương pháp bẫy cá mập. Chúng tôi đào một vũng cạn rồi lấy đá be bờ khá cao. Sườn vũng nước nghiêng vào bờ, bên trong sâu hơn bên ngoài bờ biển. Chúng tôi thả mồi chờ cá mập. Thời gian chờ đợi không lâu hơn 20 phút. Theo đà sóng, một con cá mập nhỏ khoảng trên dưới 40 kg trường vào bẫy. Sóng trút ra, cá mập mắc cạn và chết. Ngay sau vài chục nhát búa và xà beng của chúng tôi lôi cá lên cạn xẻ thịt. Khoảng vài chục người đến hôi món thịt cá mập. Việc xẻ thịt chưa xong, con cá mập thứ nhì đã lại trường vào bẫy. Trước tiếng reo hò mừng vui của hơn 100 con người đói khổ. Thịt cá mập béo ngậy và tanh rình, nhưng vẫn giúp chúng tôi tránh được ăn thịt người và cái bẫy cá mập của tôi trở thành nguồn cung cấp thực phẩm khá dồi dào cho những nạn nhân mắc cạn.
Cái khổ của chúng tôi là trên đảo san hô không có một thứ gì để sử dụng thay củi lửa cả. Một vài người liều lĩnh xách búa ra định bữa tàu lấy gỗ, nhưng chỉ cần một phát súng bắn chỉ thiên của nhóm thanh niên khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ lại có võ khí, đang chiếm giữ con tàu cũng đủ làm những người liều nhất trở thành khôn ngoan lũi nhanh vào bờ. Cầm miếng cá sống vừa xịu xạo cắn, Phượng vừa hỏi tôi, mình có còn tin được câu người ta thường nói trời xanh có mắt nữa không? Tôi thở dài, nếu quả trời xanh có mắt thì cặp mắt đó đã nhắm lại từ 4 năm nay rồi. Bé Mai chỉ còn là một cái xác nhỏ xíu gầy ốm thoi thóp nếu vào cuộc sống. Thằng Vinh khá hơn đôi chút nhưng cũng nằm lả, đôi mắt gần như không bao giờ hé mở. Tôi nhai miếng cá trong miệng đến thành nước rồi cúi xuống mớm cho con. Phượng thúc thích khóc, cũng như tôi. Vợ tôi hiểu mạng sống của đứa con gái chúng tôi thương yêu nâng niu đang tàn lụi dần và sẽ tắt hẳn khi gió biển nắng cháy và thiếu dinh dưỡng cướp đi những sinh lực cuối cùng. Bé Mai bỏ đi tối hôm đó, ôm con trong tay tôi nghe hơi thở nó yếu dần trước khi tắt hẳn. Cơ thể của đứa con yêu thương vẫn mềm mại nhờ chút hơi ấm của tình phụ tử ủ ấp. Tôi lặng đi ngồi ôm sát con trong gió biển cắt da. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau Phượng hỏi tôi, con có khá hơn không mình? Tôi hiểu nghĩa câu hỏi này. Phượng muốn biết bé Mai đã chết chưa nhưng chữ chết ghê rợn không phát ra được trên đôi môi người mẹ. Tôi lặng thinh để vợ tôi ngỡ là tôi đã thiếp đi trong mòn mỏi. Nhưng rồi tôi thiếp đi thật. Sức chống đỡ của cơ thể chỉ có giới hạn. Giữa những hoàn cảnh phi lý nhất, thể chất vẫn giữ nguyên những đòi hỏi bình thường của nó. Ôm sát con trong tay ngồi giữa một cô đảo Thái Bình Dương tôi ngủ ngon lành. Tôi bị mặt trời nhiệt đới đánh thức, mở mắt dậy trong ánh nắng chói lòa. Tôi hốt hoảng nhận ra là bé Mai không còn nằm trong tay tôi nữa. Phượng cũng không thấy đâu cả. Tôi cất tiếng gọi vợ, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, những tiếng cuối cùng trở thành tiếng gào kinh hoảng. Những người chung quanh nhìn tôi, cặp mắt họ không thiện cảm nhưng cũng không ác cảm mà chỉ là những cặp mắt vô can mất hết khả năng xúc động. Cái khổ đau bất hạnh của tôi cứ tự gánh lấy. Phần riêng của họ cũng đã quá lớn, họ không thể chia sẻ thêm với ai chút gì nữa cả. Tôi ẵm thằng Vinh. Tôi phóng nhanh xuống bờ biển vừa chạy quanh đảo vừa gọi Phượng. Vợ tôi ngồi xếp trên một phiến đá vẻ mặt sầu khổ, ôm chầm lấy vợ tôi hỏi, em đi tìm con. Vợ tôi không nói được một tiếng nào cả. Họ đã xẻ thịt bé Mai. Phượng gật đầu rồi gục vào tay tôi thúc thích khóc, tôi lặng đi tê tái. Nguyên ngày hôm đó vợ chồng chúng tôi không nói thêm với nhau một câu nào nữa. Trước những đổ vỡ thương đau toàn diện chúng tôi không còn khả năng khóc than. Sáng hôm sau một vòng đi tìm thực phẩm thất bại như từ nhiều ngày nay, tôi trở về hóc đá và tình cờ khám phá ra nguyên nhân giúp bé Vinh còn tương đối mạnh khỏe. Phượng đang cho con bú. Tôi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Phượng không hề làm việc đó. Cả bé Mai cũng bú sữa bò từ khi mới lọt lòng. Phượng bối rối nhìn tôi. Trong lúc tôi nhìn bé Vinh, môi đứa bé đỏ lòm, tôi kéo vú Phượng ra để thấy một vết cắt còn mới trên đầu vú. Tôi tìm thấy nhiều vết cắt khác ở đầu ngón tay, ở cổ tay người mẹ khốn khổ. Thở dài tôi cúi đầu, Phượng đang trút tàn lực sang để nuôi một mầm sống. Việc làm vô cùng đáng kính phục đó chắc chắn sẽ làm tôi trở thành quả bùa sớm hơn. Dĩ nhiên tôi không ngăn cản, cũng không phiền trách gì Phượng. Điều độc nhất tôi có thể làm là cố gắng hơn nữa trong việc tìm kiếm thực phẩm để nuôi Phượng và bé Vinh. Nhưng số người đói khác thì đông mà số thực phẩm lại giới hạn, nên gần như chúng tôi không còn tìm ra bất cứ một thứ gì dù chỉ là cỏ là cây để nhai trong miệng. 4 ngày sau ngày bắt gặp Phượng cho con bú bằng máu, tôi tìm được một con cua khá lớn. Phượng ăn gượng gạo rồi lại nằm ngay. Vợ tôi đuối sức đến mức tôi phải xé từng miếng thịt cua đút vào miệng cho nàng. Suốt tuần sau, tôi chỉ tìm được vài con ốc. Nhìn những triệu chứng sắp chết của vợ, tôi nghe đứt ruột. Tôi không dám đi kiếm thực phẩm xa nữa, sợ người ta đến ăn thịt Phượng. 2 ngày sau, đang nửa mơ nửa tỉnh, tôi chợt nghe nhiều tiếng súng, tiếp theo là tiếng reo hò. Bàng hoàng tròn dậy, tôi nhìn theo hướng nhìn của mọi người và thấy một chiếc tàu đang từ từ tiến lại. Tim tôi ngừng đập, cuối cùng trời vẫn còn có mắt. Chúng tôi sắp được cứu sống và tôi vẫn còn Phượng, còn người vợ mà trong hoạn nạn tôi thấy tình yêu trở thành to lớn hơn, bền chặt hơn. Tôi sẽ lại được mê mệt, được khổ sở với cặp mắt đa tình của Phượng. Trong tiếng reo hò của những người đồng cảnh ngộ, tôi cúi xuống thủ thỉ bảo vợ.
Hôm trước em hỏi anh à, có còn tin là trời xanh có mắt nữa không? Bây giờ anh trả lời em là anh tin, anh à, cuối cùng rồi cũng tin ông trời vẫn có mắt. Nhưng tôi đã lầm, đối với những kẻ bất hạnh vô phước như tôi, ông trời đã vĩnh viễn nhắm mắt quay mặt đi. Con tàu tôi đang nhìn theo là một ngư thuyền của Đài Loan, họ neo xa bờ chừng 2 cây số, rồi cho ghe nhỏ vào chở người đại diện của chúng tôi ra thương lượng. Cuộc thương lượng nói trắng ra chỉ là một cuộc trả giá. Người đại diện trở về cho chúng tôi biết tàu Trung Hoa đòi một số vàng lớn mới chịu cứu chúng tôi. Số người có vàng đề nghị chia số người Trung Hoa đòi hỏi trên đầu người. Những kẻ trắng tay như tôi ngồi lặng thinh dự thính. Chiều hôm ấy, người đại diện của chúng tôi trở ra ngư thuyền Trung Hoa với một phản đề nghị. Cuộc trả giá kéo dài cho đến tối và ông ta ngủ lại trên tàu đánh cá. Sáng hôm sau, ông trở lại với 3 người tàu và bắt đầu cuộc ghi danh góp vàng. Những người có vàng để góp lần lượt được xuống ghe máy để ra tàu trước cặp mắt thèm thuồng của chúng tôi. Khoảng xế chiều, việc đưa những người góp vàng ra tàu hoàn thành. Người Trung Hoa chở vào cho chúng tôi một thùng cá và bảo, các anh ăn uống tạm tối nay, sáng mai chúng tôi sẽ vào chở tất cả ra tàu. Thì ra họ muốn chỉ làm khó dễ để lọc một số vàng của những người có tài sản. Sáng hôm sau, toàn bộ chúng tôi được chở ra tàu. Một thủy thủ Trung Hoa giúp tôi bồng bé Vinh trong lúc tôi bồng Phượng xuống ghe. Yếu đuối, tôi ngã mấy lần, Phượng mở mắt nhìn tôi, cặp mắt tình tứ đắm đuối ngày xưa giờ này đã mất thần. Xuống tàu, tôi xin một tí sữa đút cho Phượng, nhưng vợ tôi không còn nuốt được nữa. Tôi biết cơ thể nàng đã mất hết hydrate. Giải pháp độc nhất còn lại là nuôi bằng nước biển, nhưng làm gì có thứ đó trên một ngư thuyền. Phượng liệm dần bà, hơi thở thật sự tắt hẳn vào đêm hôm đó, xác nàng bị chùi xuống biển theo hình thức thủy táng. Tôi dứt câu chuyện vào lúc 11 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 2004, rồi bảo thằng Vinh, bà hứa ngày con học xong ba sẽ kể lại câu chuyện về mẹ cho con nghe, ba đã thực hiện lời ba hứa. Nó bước đến trước ghế tôi ngồi quỳ xuống gục đầu lên đùi tôi. Ba đau khổ nhiều quá, lời nó nghẹn lại. Con thương ba. Tôi vuốt tóc nó. Bà thương con. Con muốn vinh danh mẹ. Thằng Vinh bảo tôi, năm đó nó 26 vừa ra trường thuốc và đang tập sự tại nhà thương ở Houston nơi tôi làm việc. Tác giả Nguyễn Đạt Thịnh. Xin cảm ơn các bạn.